Hello, em xin kính chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì bên nhà vườn em giới thiệu với các bác cây hoa ngọc bút. Đấy, cây thì đã được bên em cắt tỉa thành một thân dáng chi các bác nhé. Hoa thì cực kỳ là sai và đặc biệt là hoa rất là thơm. Các bác trồng tiểu cảnh sân vườn, trồng trong chậu hoặc trồng ra đất đều ok ạ. Đây, thân bên em thì thoát tầm 7-80 ạ. Tổng chiều cao tầm độ 1m2 đến 1m5 ạ. Tán tròn cực kỳ đẹp. Đấy. Đấy, giống hoa ngọc bút nên thì ra quanh năm các bác nhé. Đấy. Hoa thì mọc thành từng chùm. Trắng như ngọc. Đấy. Các bác có nhu cầu mua cây thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại em ghi ở trên màn hình ạ. Địa chỉ của em là ở Gia Lâm, Hà Nội, bên em có gửi hàng toàn quốc các tỉnh cho các bác ạ. Đấy, cam kết với các bác là chuẩn giống nhé. Đấy, cây bên em thì đã được nuôi, được cắt tỉa tầm độ 3 đến 4 năm rồi ạ. Giống hoa này cắt tỉa thành một thân thì cực kỳ là lâu các bác nhé. Mất rất là nhiều thời gian. Đấy, nên là cực kỳ là giá trị. Các bác có nhu cầu mua xỉ hay nẻ thì liên hệ cho em ạ, rồi em xin cảm ơn ạ.